Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Người thua rồi. Ngụy Võ Hầu đã bị ngươi diệt môn rồi. Tha cho con gái của ta tha mạng. Đinh đồng. Ma Thiên Đạo chúc mừng ngươi đã đánh chết Ngụy Võ Hầu, tu vi thăng cấp lên linh cảnh tầng 3, hoàn thành tu luyện thức thứ nhất của Nghịch Thiên Thập Kiếm. Cầu xin ngươi, ngươi chính là con gái của Ngụy Võ Hầu, muội muội của tên muội muội ruột của tên thế tử kia. Đừng mà, đừng mà. Qua đây. Ngươi làm gì vậy? Cầu xin ngươi hãy tha cho ta. Ngươi dám nhúc nhích, ta sẽ chém chết ngươi. Vương hầu chi nữ chẳng qua cũng chỉ có vậy. Ngươi đã làm bẩn ta, cầu xin ngươi hãy tha cho ta. Mơ đi. Không chém ngươi, sao có thể gọi là diệt môn? Đến lúc phải đi rồi. Ai? Các ngươi là kẻ nào? To gan. Đây là quốc chủ của Nguyệt Luân Thần Triều, còn không quỳ xuống, không cần phải đa lễ. Ngươi tên gì? Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, thật sự là hiếm thấy. Ít nhất Nguyệt Nân Thần Triều của ta không có thiên tài như người. Ta tên là Trần Phàm, Trần Bắc Quyền. Hôm nay diệt nhà của Ngụy Võ Hầu là vì báo thù. Ngươi không cần phải giải thích, bổn quốc chủ sẽ không truy cứu chuyện của hôm nay. Nhà của Ngụy Võ Hầu tội ác chồng chất, bổn quốc chủ sớm cũng đã thấy ngứa mắt rồi. Hôm nay ngươi đã trừ hại cho dân, bắt đầu từ bây giờ ngươi sẽ thay thế vị trí của Ngụy Võ Hầu trở thành Vô An Hầu. Tất cả những gì trước đây của Ngụy Võ Hầu đều thuộc về Trần Phàm người. Đây. Còn không nhanh quỳ xuống cảm ơn quốc chủ. Đa tạ. Vô An Hầu, bây giờ ngươi đã trở thành trụ cột của Nguyệt Luân Thần Triều ta. Lớp thanh niên của Nguyệt Luân Thần Triều ta còn phải dựa vào ngươi. Nếu như quốc chủ đã xem trọng ta như vậy, Trần Phàm đương nhiên sẽ không đổ trách nhiệm cho người khác. Rất tốt, vừa hay bổn quốc chủ nghe được báo cáo, thập mắt thần tử của Vũ Hóa Môn đang còn trên đường đến Nguyệt Luân Thần Triều của ta, đến tận cửa để khiêu chiến. Làm cản trở quy củ cạnh tranh của cùng thế hệ. Đến lúc đó còn phải dựa vào Vô An Hầu giữ uy cho Nguyệt Luân Thần Triều của ta. Ma Thiên Đạo công bố nhiệm vụ. Giết thập bát thần tử của Vũ Hóa Môn, có thể giành được công pháp đại đế. Thập bát thần tử này là kẻ nào? Giết hắn lại có thể lấy được công pháp đại đế, từ trước đến nay vẫn chưa có phần thưởng như vậy. Võ An Hầu có thể từ từ suy nghĩ. Thập bát thần tử gần đây nổi tiếng ở Đông Hoàng, quả thật là không dễ đối phó. Nếu như ngươi có thể đánh bại, thậm chí là giết chết tên thập bát thần tử kia, bổn quốc chủ sẽ có trọng thưởng. Khoan đã, ta nhất định sẽ chém đầu của hắn đưa cho quốc chủ ngâm rượu. Có khí phách. Nguyệt Luân Thần Triều, đường lớn. Sao vậy, uy áp mạnh thật, không đứng được nữa. Thần tử đến rồi. Người này là ai? Cưỡi đại yêu từ trên trời xuống, có phải là hơi kiêu ngạo rồi không? Mới nhìn thì biết là con cháu của thế gia chưa bị xã hội đánh rồi. Đây là hoàng đô của Nguyệt Luân Thần Triều, là rồng cũng muốn đi theo. Thất hoàng tử nói đang ở hoàng đô đợi chúng ta, không biết là người ở đâu rồi. To gan, kẻ nào dám hỗn não ở quốc đô? Báo tên lên đi, nếu không sẽ chém chết ngươi đấy.
Dừng tay. Xin chào thập bát thần tử. Quốc chủ đặc biệt lệnh ta đến đón thần tử. Quốc chủ của Nguyệt Lân thần triều lại biết bổn thần tử đến đây rồi ư? Thú vị. Thần tử, ý của ngài là thất hoàng tử cố ý bảo chúng ta đến đây. Đây là một âm mưu. Nói một cách chính xác là âm mưu. Thần tử, mấy ngày hôm nay Nguyệt Luân thần triều của ta tổ chức pháp hội ở vùng đất tổ, đặc biệt mời thập bát thần tử đến tham gia. Cửu công chúa đâu? Cửu công chúa là công chúa của Nguyệt Luân thần triều ta. Không có liên quan gì đến thần. Thần tử không nên hỏi nhiều. Chấn áp. Lực nhục thân mạnh thật. Chả trách quốc chủ lại phòng bị thập bát thần tử như vậy. To gan. Cút hết. Đừng cản trở thần tử của ta làm việc. Có nói hay không? Không nói ta diệt hết các ngươi. Thập bát thần tử quốc chủ nói rồi. Chỉ cần thập bát thần tử không truy cứu chuyện của cửu công chúa, quốc chủ bằng lòng hiến tế 3 tòa thành trì cho thần tử. Ta hỏi ngươi cửu công chúa ở đâu? 3 ngày sau, trên pháp hội của vùng đất tổ Nguyệt Luân thần triều, quốc chủ nhà ta sẽ cho thần tử một câu trả lời. Cút đi. Đây là tả tướng của Nguyệt Luân thần triều, lại bị thập bát thần tử sỉ nhục như vậy. Thập bát thần tử đây là không xem thần triều của ta ra gì rồi. Thập bát thần tử, thất hoàng tử lừa thần tử tới đây, rõ ràng quốc chủ của Nguyệt Luân thần triều đứng sau giở trò. Có nên tạm thời rời khỏi đây rồi tính tiếp hay không? Không cần. Cạnh tranh cùng bổn thế tử, cạnh tranh cùng thế hệ, bổn thần tử không sợ. Nếu như trưởng bối ra tay, bổn thần tử cũng không sợ. Cho dù có giở trò gì, bổn thần tử dùng sức lực để chấn động. Đi thôi, tìm một nơi ở trước đã. Tiêu Minh Nguyệt dù sao cũng đi theo bổn thần tử, là người của bổn thần tử, chuyện này không thể không quản. Nếu không sau này bổn thần tử làm thế nào mà đối diện với những người đi theo ta chứ? Thần tộc chi địa. Cánh tay kỳ lân mới sinh ra có sức mạnh không gì sánh được. Liệt bộ kinh vân à? Sức mạnh này vừa hay là thứ mà ta cần. Phá cho ta. Chúc mừng thiếu chủ, tu thành cánh tay kỳ lân. Một cánh tay có thể chém đứt thiên hà, đảo nhật nguyệt là vô địch. Đi diệt thập bát thần tử thôi. Tỷ tỷ, sao phải ngưng luyện hoàng kim xích vũ khổ như vậy? Tỷ và ta hợp hai thành một có thể quét đông hoàng. Không cần. Bản thân ta có thể làm được. Thập bát thần tử ở Nguyệt Luân thần triều, muội muội chúc mừng thành công ngươi trước. Lần này nếu như còn thất bại, sẽ tự sát để tạ tội. Yên tâm, ta sẽ không thắng đâu. Ta sẽ không thua đâu. Phụ hoàng, nhiệm vụ mà người giao cho con đã hoàn thành rồi. Con làm rất tốt. Có thể đưa ra một yêu cầu với phụ hoàng. Cầu xin phụ hoàng đừng giết con là được. Đứng dậy rồi nói, con là con trai ruột của ta. Chỉ cần con đừng học theo kiểu muội của con phản nghịch phụ hoàng, sao ta có thể giết con được chứ? Đổi yêu cầu khác đi. Nếu như phụ hoàng, con chỉ nói là nếu như phụ hoàng lấy được thái âm vương thể của kiểu muội, nếu như kiểu muội không chết, có thể giữ lại cho kiểu muội một mạng được không? Bỏ đi, là tình các con huynh muội tình thâm, phụ hoàng sẽ đồng ý với con. Đa tạ phụ hoàng. Phụ hoàng, thập bát thần tử đổi tiếng đông hoàng lỡ như? Không có lỡ như. Dù sao sớm muộn cũng sẽ bị thập bát thần tử tìm đến tận cửa. Chỉ bằng ta sẽ chủ động giải quyết chuyện này.
vốn dĩ muốn tặng cho hắn ba tòa thành trì để kết thúc chuyện này, đã là coi trọng hắn lắm rồi. Không ngờ hắn không cần, lại thật sự không biết điều như vậy. Tiểu súc sinh đáng lẽ phải chết mấy chục năm trước, vô cùng ngông cuồng. Hắn thật sự cho rằng bản thân là người được trời chọn gì đấy hay sao? Lần này hãy tiếp tục chuyện vẫn chưa hoàn thành của 18 năm trước. Thần tử, thần tử, ở đó chính là vùng đất tổ của Ngự Luân Thần Triều. Truyền thuyết mỗi lần đến đêm trăng tròn nhất định là sẽ có kỳ tướng. Ta có thể cảm nhận được ở dưới lòng đất có bao hàm năng lượng rất lớn, hơn nữa hình như có hơi quen thuộc. Hơi thở này nà, hình như điều động trong cơ thể của ta. Không hay rồi, thần tử sao vậy? Cảm giác này nà, là mệnh kiếp. Đại mệnh kiếp của ta bộc phát. Mệnh kiếp, thần tử, ta lập tức hộ tống ngài về Vũ Hóa Môn ngay. Tiền bối, đừng nói chuyện, ngồi vững. Lập tức ngồi điều tức. Đáng ghét thật, mệnh kiếp này lại quỷ dị như vậy. Mệnh kiếp hung tàn.